Rồi con có nhìn thấy trên màn hình không? Con có nhìn thấy bài học trên màn hình chưa? Rồi trong nội dung mình học đó thì thầy sẽ giới thiệu với con những cái nội dung chính trong bài học trong cái sách Family and Friends Special Edition Grade 5 nha. Đồng thời thầy cho mình làm thêm những bài tập trong flyer nữa để con làm quen với những dạng bài tập khác nhau. À, con có nghe rõ không con? Con nghe rõ không? Nghe rõ con gõ vào ô chat yes please. Gõ vào ô chat thầy xem coi. Nghe rõ thì gõ vào ô chat please. Now listen to the song. We all back together. Con có nhìn thấy bài hát trên màn hình chưa? Con nhìn thấy bài hát trên màn hình chưa? Yes or no? Okay. Now listen please. Listen to the song please. Family and Friends, Special Edition, Grade 5 Student Book, by Naomi Simmons and Tamsin Thompson. Copyright Oxford University Press, 2016. CD 1. Listening 1. Listen and sing. We're all back together. You can sing along together. We're all back together with friends from before. We're ready to work and learn some more. It's time to show what we can do. Vacation is over for me and you. We're all back together with friends from you can before. Sing along together. We're ready to work and learn some more. It's time to show what we can do. Vacation is over for me and you. Okay. Family and Friends, Special One Edition, more time. Great Fine Student Và trong cái bài hát nhỏ này mình có một cái từ Vacation. Do you know vacation? What does this mean? Con biết chữ vacation này nghĩa là gì không? CD 1. Listening 1. Listen and sing. We're all back together.
time to show what we can do. Vacation is over for me and you. We're all back together with friends from before. We're ready to work and learn some more. It's time to show what we can do. Vacation is over for me and you. Rồi, con có thể đi chú xuống vào trong vở của mình. Vacation, do you know vacation? Từ này con hiểu là gì không? Who knows? Rồi, chú ý từ này nha. Đây là một từ mới mình cần biết nha. Vacation. Con có nhìn thấy trên màn hình không? What does it mean? Vacation là gì đó? Vacation là gì? Ai trông thấy đọc cho thầy coi. Vacation nghĩa là gì? Vacation nghĩa là gì? Open your microphone please and tell me. Ok, nhớ ghi chú vào nghe. Ở đây là vacation is over. Kỳ nghỉ đã qua, tức là kỳ nghỉ đã hết rồi đó. For me and you. Cho tôi và với các bạn. Nhưng mà thật ra con còn nghỉ cho đến cho hết tháng 7 nha. Khoảng giữa tháng 8 thì mình mới có thể bắt đầu vào trường giữa tháng 8. Nhưng mà mình biết cái cụm từ này. Vacation is over. Over tức là đã qua. Kỳ nghỉ nó đã hết. Kỳ nghỉ nó đã qua. Ok, and now go to the part 2. Listen and read. Listen and read. Rồi, con cùng nhìn qua. Con cùng nhìn qua. Okay. If you have your book already, you can look at your book while listening to the recording. Con có thể nhìn trên màn hình. Tuy nhiên ai bạn nào có sách thì con mở sách ra trong lúc thầy cho nghe, mình dõi theo, mình có thể chú ý vừa nghe vừa đọc con chữ để lát nữa mình còn chưa rõ từ nào thì mình phải ghi vào trong vở nghe. Are you ready? Now listen to the recording. Rồi, how many people are there in the story, in the dialogue? Con nhìn sơ qua thì con phát hiện đây trong bài mình có những nhân vật nào? Có bao nhiêu nhân vật? Who can tell me? How many people are there? And who are they? Và họ là những người nào nè? Who can tell me? Okay, number three. Who are they?
You are they. Rồi con có thể mở micro con nói luôn cũng được nha. Ok, very good, very good. Amy, Max and their teacher, very good. Rồi, are you ready for listening? Con sẵn sàng nghe được chưa? Okay, now let's go. Listening to. Listen and read. Welcome to fourth grade. I'm your new teacher, Miss Wells. I'd like you all to tell me something about yourself. Who's first? My name's Max. I like reading and learning about everything. That's great, Max. I have a younger sister. Her name's Holly, and she's in second grade. She likes listening to music and playing with her toys. And my Australian cousins are here, too. Amy is in this class. Look! Hello, Miss Wells. I love taking photos and playing sports. My other cousin is Leo. He's 12. He really loves skateboarding, and we do lots of things together. Great! And do you skateboard together? Well, he skateboards, and I read books about skateboards. Listening to. Listen and read. One more time. Welcome to fourth grade. I'm your new teacher, Miss Wells. I'd like you all to tell me something about yourself. Who's first? My name's Max. I like reading and learning about everything. That's great, Max. I have a younger sister. Her name's Holly, and she's in second grade. She likes listening to music and playing with her toys. And my Australian cousins are here, too. Amy is in this class. Look! Hello, Miss Wells. I love taking photos and playing sports. My other cousin is Leo. He's 12. He really loves skateboarding, and we do lots of things together. Great! And do you skateboard together? Well, he skateboards, and I read books about skateboards. Listening to. Listen and read. Okay. Do you have any new vocabulary in the dialogue? Con có trông thấy từ nào mới trong bài không?
you can tell me. Are you sure to understand your lesson today? Và con có chắc là mình nắm được nội dung bài tập đọc này chưa? Any new vocabulary? Do you have any new vocabulary? Từ nào chưa rõ nè? You can tell me. Oh, very good, Phúc Minh. Very good. Rồi, Phúc Minh, can you say again? Phúc Minh, can you say again the first scene of the dialogue? Con đọc giùm thầy cái nội dung của cái hình thứ nhất nè. Can you say again and tell your friends again in Vietnamese? Và con có thể diễn đạt sang tiếng Việt một lần cho bạn mình cùng nắm được không nào? Ok, open your microphone and please tell me in Vietnamese. Con đọc câu ngọt câu tiếng Anh đi con. Con đọc lại lần nữa đi. Welcome to Great. I'm your new teacher, Miss Wells. I like you. Good. Who's first? Rồi, con diễn đạt luôn đi. Con diễn đạt cái câu đó trước đi. Cô giáo à. Cô giáo nói gì nè? Cô giáo nói là xin chào đến. À, xin chào các bạn học sinh lớp. Lớp 5. Đến với lớp 5. Học sinh lớp 5. À. Cô là giáo viên mới của các em. Các em. Cô tên gì? Cô tên là Miss. Cô tên là Miss. Good. Rồi cái chỗ này thầy thường lưu ý nói thêm nè. Cái chữ I like thì trong phần bài tập mình sẽ hiểu rõ hơn. Đây là viết tắt của chữ good, thấy không? I would like, hồi năm lớp 4 mình cũng đã biết rồi đó. Và đây chính là cái dạng viết tắt. Cô muốn là nha, cái từ would like, cái động từ would like nó mang cái nghĩa là muốn như thế nào đó nha. Rồi, cô muốn các em. Cô muốn các em nói tất cả về mình. À, nói cho cô biết điều gì đó về bản thân mình. Ai đọc đi. Very good. Rồi, con đọc tiếp. My Max. My name's Max. My name's Max. I like reading and learning about everything. What does it mean? Câu này nghĩa là gì? Tôi tên là Max. Tôi thích đọc sách và học hỏi. Về everything, về mọi thứ, về mọi thứ. Thank you, thầy nói thêm.
Ở đây mình chú ý động từ. Ở đây con chú ý động từ like. Like là gì con? Like là gì? Và sau cái động từ like đó thì con nhớ mình sẽ dùng thêm một động từ có in nha. Chẳng hạn như read là đọc thì mình phải thêm chữ in vào reading, tức là em I like reading, tức là em rất thích đọc đọc cái gì đó. And learning, đọc và gì, và học hỏi. Mình cũng có động từ mình cũng có động từ learn, nhưng mà động từ learn vì là dùng sau chữ like này nên động từ learn cũng phải thêm in. Đó là một cái điểm ngữ pháp trong bài đó nha. Read, reading, learn, learning. Khi mà dùng sau trong câu, mình dùng sau động từ like thì mình phải viết đúng cái dạng này nha. Thank you. Rồi con đọc nốt câu cuối rồi. Rất là tuyệt vời. Great. Max, thank you. Thank you. Good. Right. Who is next? Ai đọc tiếp giùm thầy the second scene? Đọc đoạn thứ hai cái. Đọc cái nội dung hình số 2 cái. Right, who can? Don't be shy. You can open your microphone and tell me how you Bảo Kim, how Bảo Kim can you? I have a young sister. Her name Holly and she in second grade. Không có đọc chữ second grade. Second grade. She like listening to music. Listening to music and like in photos. Okay, who can tell me in Vietnamese? Rồi, Mac thì nói với cô thế nào đây? Dạ, tôi có một đứa em gái. Con thì có một đứa em gái. What's her name? Cô ấy tên là Holly. Và năm nay là lớp 2. Very good. What does she like? Bạn ấy thích gì? Nghe nhạc. Cô ấy thích nghe nhạc và chơi đồ chơi. Very good. Rồi một lần nữa con thấy người ta dùng động từ like nha. Con thấy là sau động từ like cũng phải dùng động từ listening, không được dùng listen không thôi. Hoặc là động từ play thì phải dùng playing. Bạn ấy, cô ấy thích nghe nhạc, thích vui chơi. Ngoài ra, thầy nói thêm để có trong phần bài tập thì mình viết cho nó đúng. Động từ like. Tại sao ở đây có chữ S mà trong khi trong câu ở trên này nè, ở hình số 1 nè, động từ like lại không có S. Ai hiểu? Ai có thể giải thích được không? Ở đây chữ like, con để ý một chút là nó có chữ S, bên này thì không. Who can tell me why? The reason why. Mình chú ý chỗ ngữ pháp này để khi mình viết câu hay là khi làm bài là mình phải viết cho đúng đó. Bởi vì nếu mình dùng không đúng cái thì của nó, viết không có đúng là bị mất điểm. Ai giải thích được không? Rồi thôi thầy nói luôn nè, con trường con quên nha. Cái động từ like này nè,
nếu mà mình dùng sau chủ từ ai, ai thì con cứ giữ nguyên, à con cứ giữ nguyên sau chữ ai, sau chữ we, sau chữ they, sau chữ you. Nói chung là dùng sau một chủ từ ngoài chủ từ ai, là chỉ một mình tôi, thì nó được dùng sau các chủ từ số nhiều mà thôi, tức là từ hai người trở lên. Chỉ đặc biệt cái trường hợp dùng chữ ai, ai là tôi đó, nó chỉ có một người là mình thôi, nhưng mà trường hợp này đặc biệt thì cái chữ like này con giữ nguyên, không được thêm gì cả. Đó, nói cho vậy cho dễ hiểu nha. Chữ like dùng với chủ từ là ai, đó là trường hợp cần phải ghi nhớ. Ngoài ra nó được dùng sau những chủ từ là danh từ số nhiều, có nghĩa là chủ từ từ hai người trở lên, chẳng hạn như là I, chẳng hạn như là my and her mother, my và mẹ của bạn ấy, đó, tức là từ hai người trở lên thì mình sẽ dùng với động từ like, không thay đổi. Tuy nhiên nếu chữ like, động từ like mà dùng sau chủ từ, chẳng hạn như là chữ she nè, à, chữ he nè, chữ it, à, he, she, it, hay là một chủ từ là danh từ số ít, tức là chỉ có một người thôi đó, chẳng hạn nói my mom, my dad, my sister, Nam, Hùng, tức là chỉ một người, một nhân vật, thì lập tức cái động từ này phải thêm S. Đó, ráng ghi nhớ nha. Động từ like mà dùng sau các chủ từ là danh từ số ít, tức là chỉ một người, thì động từ like nhớ thêm S. Đó là thầy đang nói động từ được dùng ở thị hiện tại đơn đó nha. Ngoài ra sau động từ like nếu có dùng thêm động từ khác nữa thì những động từ sau đó nhớ thêm in, tức là nhớ viết ở dạng in, thêm cái đuôi vào, thêm cái đuôi chữ in vào. Very good. Rồi, qua number 3. Scene number 3. Who can say again in English first and then tell me in Vietnamese? Rồi, đầu tiên mình cũng đọc, sau đó nói cho các bạn cùng nghe bằng tiếng Việt xem thế nào nghe. Who can tell me? Khánh Linh, how about you, Khánh Linh? Khánh Linh, em. Ok, say aloud please. Australian, Australian. Cousin, cousins. Two. Emmy. Class. Look. Rồi, con dừng lại, con hiểu cái câu này nghĩa là gì không con? Và cousin là gì con? Cousin. À, và các anh chị em bà con của mình á, người gì? Australia là, Australian là người gì? Người Úc.
người Úc nha. Và các anh chị em bà con người Úc của mình cũng có mặt ở here, cũng có mặt ở đây. Here là ở đây. Rồi tiếp theo em Mỹ. Em Mỹ thì học trong lớp này. Em Mỹ học ở lớp này. Look, nhìn kìa, nhìn kìa. Thank you, con đọc tiếp. Hello, con đọc tiếp cái phần em Mỹ trả lời cái. Hello, hello, Wales. I love taking photos and playing sports. Rồi, con giải thích câu này nghĩa là gì? À, xin chào Miss Well hay là cô Well. Tôi cũng được hoặc là em cũng được. Mình xưng với cô giáo thì mình nói là em cũng được. Em rất yêu thích. Taking photo là gì con? Chụp ảnh. Và playing sports là gì? Chơi gì con? Sports là các môn gì? Đúng rồi, và chơi thể thao đó. Nói chung là chơi các môn thể thao. Thank you, very good. Thank you. Rồi, con đi tiếp. Scene number 4. Who can tell me? Scene number 4. Okay. Rồi, Hoàng Vân, can you? Hoàng Vân, can you? My other cousin. Ok, Phúc Hưng, can you? You can open your microphone, please. À, con có nói thì nhớ phải mở micro. Open your mic, turn on your microphone, please. Who can? Phúc Hưng, can you? Who else? Rồi bạn nào khác được không? Xung phong rồi. Who can volunteer? Who can volunteer? Rồi, Bảo Kim, please. Bảo Kim đi. Yes. My other cousin in New York is jail. Good. He really He really loves skateboarding. And we lots of things together. Okay, what does it mean? Understand? Yes. Rồi, con giải thích đi.
con còn một còn cậu Leo. À, cousin đâu phải là cậu con. Một người anh bà con nữa. Còn một người anh bà con nữa của mình. Đó là họ Hàng. Ừ. Còn một người anh họ Hàng với mình nữa là tên gì vậy? Là Leo. Leo. Anh ấy 12 tuổi. Good. Anh ấy chơi chữ bay. Ok, skateboarding đây, cái hình ảnh cậu ấy đang đang chơi nha, môn môn trượt, ván trượt ha. And và chúng mình. Chúng mình. Thường cùng làm. Thường cùng làm những việc với nhau. À, tức là thường làm chung với nhau một cái công việc gì đó. À, thường làm chung. Rồi. How about teacher? What does the teacher say? Rồi, cô giáo nói gì? Right. And do you skateboard together? À, skateboard together. Tuyệt lắm, gì nữa? Vậy chớ các em, đây là câu hỏi nha. Và con để ý trong câu hỏi, ở hiện tại đơn, người ta dùng thêm chữ do. Ở đầu câu nè, do, do, do you, do you. Nha, nhớ, rồi. Và các em. Và các em có chơi chữ quán. Very good, together, cùng nhau. Rồi, how about Max? Max nói gì nè? Well, he skateboards and I read books about skateboards. Ok. Dạ, hay là A? Cậu ấy? Cậu ấy chơi chữ quán. Còn? Còn em thì? Very good, thank you. Rồi, vậy nhìn qua là thầy thấy con đã nắm được cơ bản nội dung. Và trong lúc con giải thích thì thầy có nói thêm những cái chỗ cần phải ghi nhớ về từ vựng hay là về ngữ pháp. Đó, trong bài thì mình ráng ghi nhớ để mình vận dụng trong các câu bài tập bên dưới nha. Ok, let's move on to the second part. Bây giờ đi tiếp phần tiếp theo. Rồi, number one, ask and answer about Max, Amy, Holly and Leo. Đây là mẫu câu các em có thể thực tập hỏi và trả lời. À, ví dụ như thầy có thể hỏi con câu ví dụ này ha. What does Max like doing? What does Max like doing? Câu này nghĩa là gì con? Ai có thể nhắc lại coi? Câu này nghĩa là gì? What does Max like doing? Who can tell me? Who can tell me?
Câu hỏi này là hỏi gì vậy con? Max thì yêu thích làm những việc gì? Max thích làm những việc gì nha? Và như trong bài mình biết cậu ấy rất thích đọc sách, đúng không nào? Thì con sẽ bắt đầu với câu trả lời là He likes reading. He likes reading. Thế còn những bạn còn lại thế nào? How about Amy? What does Amy like doing? Who can tell me? Rồi con có thể viết xuống câu trả lời cho câu hỏi tiếp theo. What does Amy like doing? Mình có thể đổi tên để mình hỏi về một nhân vật khác. Chẳng hạn như muốn hỏi về Amy thì mình thay vào đây. What does Amy like doing? Who can answer? Ai trả lời giúp câu này coi? Who can answer? Rồi, ai trả lời giúp thầy câu này rồi? What does Amy like doing? Rồi, thầy gợi ý. Con có thể lấy cái nội dung này nè. Nha. Có thể chú ý ở cái câu của bạn Amy trả lời ha, để mình lấy ý trả lời. Who can tell me? Who can answer? Who can answer? Who can tell me? Rồi, Bảo Kim, please. Yes, she likes taking photo and... Lay in. Đọc xin lại luôn hả? Ok. And play in. And play in. Sports. Ok, rồi. Thế thì chú ý, con cùng viết vào vở. Để mình chắc là mình phải viết cho đúng nha. Chắc là phải viết cho đúng she. Nếu không muốn viết she, con có thể thay chữ Amy cũng được. Amy likes. Động từ like thì phải nhớ thêm S. Amy likes taking photos. And play in sports. Rồi, con viết câu này vào đi nha. Lát nữa là thầy kéo lên thì nó lại mất đó. Write down in your notebooks. Để mình viết xuống thì mình nghe, viết, nhìn thì mới ghi nhớ được. Amy likes taking photos and playing sports.
Rồi, câu tiếp theo. Who can answer? What does holy? What does holy like doing? What does holy like doing? Who can answer? Who can answer? Thầy xóa được chưa? Thank you for that. Thầy xóa được chưa? Thầy xóa câu này được chưa? Amy likes taking photos and playing sports. Rồi, câu hỏi tiếp theo. What does Holly like doing? What does Holly like doing? Who can answer? Trần Phúc Hưng đã vào được rồi mà. Trần Phúc Hưng, con không cần phải click vào cái gì nữa nha. Nhìn thấy màn hình chưa? Nhìn thấy màn hình là được rồi. Nhưng nhớ mở micro lên để mà nghe mà nói. Open your microphone and speakers. Mở micro, mở loa lên mới nghe nói được. Who can answer? Rồi, ai trả lời giúp câu hỏi về Holly nè. What does Holly like doing? À, thầy gợi ý ở đây này, con có thể nhìn trên màn hình cũng được. Con có thể nhìn trên màn hình. Rồi, nhìn cái câu của bạn Max giới thiệu đây. Rồi. Và who can answer? Trả lời giùm thầy coi. What does Holy Light doing? What does Holy Light doing? Who can answer? Who can answer? Khánh Linh, can you answer, please? Đây, mẫu câu của mình đây nè, nha, mẫu câu của mình. Hỏi, thế bạn Holly thích làm công việc gì? What does Holly like doing? What does Holly like doing? Rồi, con có thể nhìn ở câu gợi ý trên này để trả lời. Mình có nhìn thấy cái câu gợi ý trên này không? Đây. Rồi, answer please. Trả lời luôn đi. Có thể lấy nguyên câu này cũng được. Hoặc con thay chữ C bằng chữ Holy. Có thể thay chữ C bằng chữ Holy.
Ok, Khánh Linh, say again. Con đọc lại câu này coi. Listening. Choice. Very good. Rồi, câu này y chang. Con có thể viết y chang nó vào trong vở nha. Viết chữ she cũng được. She likes. Nhưng mà động từ like, nhớ là phải viết có s. She likes listening to music and playing with her toys. Okay. And how about Leo? How about Leo? Ai đặt giùm thầy câu hỏi tương tự thay Leo vào đây nè. Thay chữ Leo này vào trong mẫu câu hỏi rồi. Who can make a question? Who can make a question, please? Who can make a question? With Leo. What does Leo like doing? What does Leo like doing? Who can answer? Who can answer? Who can answer? Rồi, con có thể nhìn cái gợi ý ở câu này. À, con có thể nhìn cái gợi ý của bạn Max trong câu trả lời của Max. What does Leo like doing? What does Leo like doing? À, nhìn cái hình này cũng được nè. What does Leo like doing? Who can answer? Who can answer? Ok, Hoàng Kim. Ok. Leo là skateboarding. 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 Phải thêm chữ in này vào mới đúng nè. He likes. Hoặc là dùng chữ loves cũng được luôn. Nhưng mà nhớ phải viết có S. He loves skateboarding. He likes skateboarding. Viết kiểu nào cũng được nha. Viết kiểu nào cũng được. Hay là mình không muốn dùng đại từ he, tụi con thay bằng tên cũng được. Leo likes skateboarding. Còn cái chữ really là người ta nhấn mạnh thêm. Cái chữ really là người ta nhấn mạnh thêm. Thật sự. Thật sự. Really. Thật sự nha. Leo thật sự là rất thích chơi ván trượt. Ok. Let's move on to the next part. Mẫu câu này rất hay dùng. Con nhớ có thể thường xuyên luyện tập hỏi bạn mình hoặc là trả lời để mà nhớ thuộc mẫu câu. Bây giờ con sang phần 2, number 2. Can
or can't. Can or can't. Can nghĩa là có thể làm công việc gì, nha. Có khả năng làm được gì. Còn can't, can't tức là dạng viết tắt. Ai còn nhớ nó là viết tắt của chữ gì? Can't, nó là dạng viết tắt của cannot. Thay vì viết cannot, nó hơi dài. Người ta cho phép mình viết dạng viết, viết tắt. Can't, người ta cho phép mình viết chữ can't như thế này. Còn nếu không muốn viết, mình viết đầy đủ thì mình viết cannot, nha. Không thể làm được gì đó, không thể làm được, không có khả năng làm một công việc gì đó. Mình dùng thêm chữ can't trước động từ, nha, trước một động từ. Rồi, con có khoảng độ 5 phút để điền thêm vào chỗ trống trong các câu sau đây. Con có thể ghi vào trong vở. Ai có sách thì cũng có thể điền vào trong sách luôn cũng được nha. Ok, I give you 5 minutes.
Okay, now let's check together. Let's check together. Okay, who can say? Who can say the first sentence? Rồi cái bạn Khoa nói gì nào? Who can say again? Ai đọc lại giùm thầy ơi? Number one. Open your microphone, turn on your microphone please. And say aloud. Turn on your microphone. Okay, who can say aloud? Who can say aloud the first sentence? Rồi con thấy câu hỏi thứ nhất người ta dùng động từ can ở đầu câu hỏi. Who can say again? Oh, turn on your microphone. Say aloud. Và trước khi check lại các đáp án của mình, con cũng chịu khó đọc lại những câu này một lần nghe. How about you? Vin, say aloud. Okay, check your answer, please. Check your answer on the screen, please. À, con có thể kiểm tra đáp án của mình. Check your answer, please, on the screen. Check your answer, please, on the screen. Who is 100% correct? Who is 100% correct? Do you finish? Do you finish? Let's move on to the second part. Rồi, chú ý xong cái phần này mình đi tiếp phần tiếp theo. Thì xóa nghe. Ok.
Rồi con nhìn tiếp. Exercise number 3. Choose four foods you would like to buy. Ask and answer. Ở đây mình có một số menu. Menu một số các thức ăn. Hãy chọn lấy bốn loại thức ăn mà em muốn mua, chẳng hạn nha. Em muốn mua để thực tập mẫu câu sau đây. Rồi. À, ví dụ như người chủ cửa hàng sẽ hỏi mình What would you like? What would you like? Thế em muốn mua gì nào? What would you like? À, what would you like? What would you like? Thì em có thể em có thể chọn lấy, chọn mua bốn thứ. À, mình có thể chọn mua bốn thứ và tập trả lời. I like a, chẳng hạn nói I like a melon. I like a melon, please. À, em muốn mua một quả dưa. I like a melon, please. Và với danh từ số nhiều thì các em có thể thay mạo từ a bằng mạo từ, bằng đại từ some. Chẳng hạn như I like some noodles, please. I like some noodles, please. Hay là I like some milk. I like some grapes. Ok. Rồi trước khi thực tập, các em cũng có thể tập viết, tập ghi vào vở mẫu câu hỏi và trả lời này. Yeah. What would you like? I like some meat, please. I like some meat, please. What would you like? I like a potato, please. Đó, tùy mình có thể chọn lấy, có thể chọn lấy bốn cái món thức ăn để mình tập trả lời hoặc là ghi vào trong vở. Rồi thầy nốt, thầy nói nốt exercise number 4. À, sau đó mình có thể làm thêm ở nhà. Để rồi lần tới mình sẽ đi sang phần mình sẽ đi sang cái phần thực tập ở mẫu câu, ở mẫu câu khác nha, nó phức tạp hơn một chút. Ở câu số 4 này thì con sẽ viết về bạn của mình chẳng hạn ha. Ví dụ như bạn của mình thích mua một ít mì và một quả trứng chẳng hạn, thì có thể viết cái tên của bạn mình ở đây. Xuân would like some noodles and an egg. Chẳng hạn như thầy viết một mẫu câu thế này. Xuân would like some noodles. And an egg.
À, các em có thể viết câu khác của mình cũng được. Okay, do you have any questions for today? Có thêm câu hỏi nào thì có thể hỏi luôn nè. Để hôm sau mình đi tiếp sang phần mẫu câu mới tiếp theo. Của cái bài học đầu tiên hôm nay. Mình còn một phần nữa. Ok. If you don't have any questions, you can open your microphone and say goodbye to the teacher. Okay, goodbye, see you later, see you next week. Okay, goodbye, see you next week.